Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa gồm các ông bà Trần Thắng Lợi, Trần Lê Tuấn, Lê Phú Nguyện, Lê Thị Hồng Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thọ Quang đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin về kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sắp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, tình hình kinh tế xã hội nổi bật của thành phố 6 tháng đầu năm, cũng như kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được nêu ra tại kỳ họp trước đó. Cử tri phường Thọ Quang đánh giá cao sự phục hồi của thành phố sau đại dịch, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đồng thời cho rằng thành phố triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp khôi phục tăng trưởng, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của đại biểu dân cử, đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc giá xăng dầu liên tục tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, cử tri phường Thọ Quang cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm một số vấn đề như bố trí tái định cư, giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, cử tri bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vấn nạn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng thời gian gần đây.